Ok, hai cái nhà nha, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Monster Legend. Và là mình đây, Tu Trang. Ok, và đây là tựa game huyền thoại quái vật cho mọi người mới nha. Nếu mà các bạn chưa biết cái tên của nó. Rồi, thì hồi trưa thì mình đã up cái video về PvP cùng với team. Trong chiều nay thì nó đã được 1000 view rồi cả nhà. Oh wow, mình rất là vui luôn vì có một video lâu rồi, có một video được 1000 view sớm như vậy luôn. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha, và cũng như là cảm ơn team đã hỗ trợ cho mình tạo ra được cái video này. Rồi thì hy vọng trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tạo thêm được nhiều video hay để cho cả nhà cùng xem. Ok. Rồi thì tập hôm nay thì mình sẽ review cũng như là cập nhật thông tin về cái tài khoản của mình. Tiếp tục nào. Đầu tiên là về Legend Pass đó nha. Thì mình đã hoàn thành xong 2080 điểm và cuối cùng mình đã có được Volsker ha, Volsker. Thì còn 2020 giờ nữa nha. Ok, và làm hết tất cả các nhiệm vụ luôn rồi nha. Đó, thấy chưa? Rồi, và bây giờ mình sẽ nhận một rune essential, một bạn Volsker, và còn 2 ngày nữa, 2 ngày 20 giờ nữa cả nhà thì nó sẽ kết thúc cái sự kiện này là Legend Pass này, và nó sẽ có một cái sự kiện tiếp tục giống như vậy luôn. Thì nó lặp lại giống như cái sự kiện tháng trước ha. Rồi nó sẽ ra một cái sự kiện tiếp tục như vậy, và vẫn còn cơ hội thì phải, vẫn còn cơ hội để cho các bạn nhận được Volsker nếu như các bạn chăm làm hết nhiệm vụ giống như mình nha. Ok cả nhà. Rồi thì mình sẽ nhặt cái rương này, Essential Relic. Thì cái rương này cả nhà, mặc dù nó có tên là Essential Relic Chest, nhưng mà nếu mà chúng ta mở ra thì nó rất là hên xui luôn. Nó thậm chí là nó còn nhận cả đồ đồng nữa nè, chứ không phải là đồ Essential Relic nha. Đó, nếu mà hên thì chúng ta sẽ có được các cái đồ này, đồ Essential này, còn hoặc là đồ Obsidian ha, đồ hết diện thạch cả nhà. Còn xui thì chúng ta chỉ nhận mấy cái đồ bình thường này thôi nha. Rồi, và nhân vật chính của chúng ta đó là Volsker cả nhà, Volsker Monster. Yes. Nhìn cái mặt là thấy hệ điện ha, hệ sấm sét rồi cả nhà. Yes, như vậy là mình đã có được Volsker Monster thì Monster Legend. Ok, và không chờ đợi ha, thì mình sẽ mở luôn cái rương. Mở luôn cái rương này luôn, cái rương Essential này cả nhà. Chúng ta cùng xem thử là được cái gì nha. Hay á thì sẽ được cái giáp này luôn này. Đó, để mình cho xem này. Đây cái giáp này cả nhà. Cái giáp này nếu mà mở được luôn thì sẽ mình sẽ add vào trong tanker mới của mình. Đó là Skycow ha, Skycow mới nhận cả nhà. Rồi, và chúng ta sẽ open nào. Mua và là Essential đi đẻ. Trời ơi, quá là xui luôn. Một cái Armor of the Tree cả nhà. Ok, rồi chúng ta đây là cái làm nguyên liệu để tạo ra Obsidian đi. Rồi mình đang dồn rương cả nhà, mình đang dồn rương vào để làm tập sau nha, sẽ mở hết các rương này luôn. Rồi bây giờ mình vừa nâng cấp xong King Adam lên level 140. Yes, đây thì chúng ta thì mình đã lên được 140 rồi nè nha. Thì khi mà rank 4 thì King Adam sẽ mở ra, mở khóa được một cái đó là bảo vệ bóng tối này, áp dụng cái Dark Protection cho tất cả quái vật đối phương. Ngon. Khi bắt đầu trận đấu ha, và cái một bàn monster này sẽ block 50% sát thương hệ bóng tối cả nhà. Thì như vậy thì những bạn nào mà có gây sát thương hệ bóng tối gây lên cho King Adam thì nó sẽ bị giảm đi 50% nha. Ngoài ra thì nó còn book một cái Dark Protection này luôn cho toàn team luôn. Ok, rất là ngon cả nhà. Rồi thì mình sẽ fix ha, fix đi cả nhà. Ok, lên level 140. Và wow, nó ra bốn cái trai ngon chưa. Ok,
khi mà chúng ta lên ra năm thì cái này nó sẽ xuống đây, và cái trong cái phản sát thương này thì nó sẽ tăng lên 50% nha. Hết rồi, bốn cái chai thôi cả nhà. Ok, như vậy thì Kingdom của mình lên được gần 1 triệu máu rồi. Relic thì còn hơi cùi cả nhà, chưa có relic ngon nha. Rồi thì mình sẽ grab luôn. Đã grab cây câu rồi. Sắp tới mình sẽ grab luôn Volsker nha. Như vậy là mình đã có được ba bạn Ren Abyssal cả nhà. Không cần grab cả nhà. Có cái trứng mà, quên sorry. Có cái trứng trong này luôn, trong kho luôn, đúng rồi. Trời miết lú cả nhà. Ok, Mythical nó sẽ cái xuống cuối cùng, nó sẽ có Volsker. Rồi bây giờ mình phải có chỗ trống hết tất cả thì mới áp được Volsker nha. Và cái team của mình thì đang ở cái giai đoạn đó là lớp 8 cả nhà. Đó, cái đội hôm qua, cái đội top 3 ha, thì nó nhảy lên top 2 rồi. Và nó đang đứng ở đây, lớp 6 ha. Thua bên mình một vòng nè. Gần 2 vòng ha. Và mình đang bị kẹt ở giữa cái sự kiện này, one for all. Thì phải cầm breeding tiếp tục 8 cái legendary. Mà bây giờ nhà ông nào ông nấy cũng luôn luôn cả nhà. Và kim cương thì cũng đã hết rồi, mình cần phải cái training thêm. Rồi chúng ta sẽ vào đánh dungeon đi, dungeon của Kingdom đi cả nhà. Rồi vào đánh một xíu nữa này, sẽ đánh kiếm cái nét là nha. Rồi như vậy Kingdom lên được 140, thì sắp tới mình sẽ training một thành viên nữa, đó là Nissan cả nhà. Đâu rồi, Metallica này, Modern Thirsty Metallica và Nissan Bet. Ok, đây là cái team mình sẽ đi đánh xuyên suốt các quá trình trong cái này nha, cái season này, để kiếm được kiếm được tinh thể cho quái vật nha. Như vậy thì mình phải cần nâng cấp hai ông này nữa, lên cấp độ 140 nữa thì một ngày mình sẽ kiếm được 150 cái mảnh. Thì như vậy thì đó là nguyên liệu để chúng ta nâng cấp các quái vật rất là nhanh luôn đó. Cho nên là mình cần một cái team ổn định nha. Như vậy mình sẽ chốt cái team này để đánh trong Blossom Assistant cả nhà. Đây đó. Bây giờ thì mới Nissan thì mới 132, còn Modern Talica thì mới 130 thôi. Cho nên là phải cần thời gian cũng khá là lâu đó các bạn. Một lần nâng cấp lên 140 thì cần cũng rất là nhiều ha, rất là nhiều cái sale. Ít nhất là phải 7 ngày là mới được tầm 700 cái sale một tuần mới được 700. Ok, double damage bam nightmare. Ok, victory đó. Đang nhẽ là cái thời gian trước thì mình đánh dồn hết dồn hết sale để nâng cấp các cái bạn này, tập trung vào quái vật để nâng cấp một số bạn thôi. Thì đấy, bây giờ thì cái team nói chung nó đã hoàn thiện rồi, để đi các cái ải này kiếm thêm sale, kiếm thêm tinh thể khá là nhanh. Rất tiếc là không tận dụng được. Sẽ bút năng lượng này. Hôm nay có anticipation cướp tool. Mình sẽ phản đam nha. Và gây sát thương. Bùm. Ok. Rồi chúng ta thể xóa hiệu ứng. Sạc. Rồi chúng ta sẽ gõ Amania. Bùm. Yes. Tiếp theo mình sẽ bút đam tiếp cho team. Sạc. Và chúng ta sẽ gây sát thương ở đây. Boom. Rồi, win. Victory, một ải nha. Ok, qua ải thứ hai nào. Quay. Boom. Mình sẽ book cái này lên cho... Mấy ông này đang dính một cái đó là Magic Witness rồi cả nhà. Nên là không cần book đàm nữa đâu.
chỉ cần một đam thôi là team là đây sẽ đi rồi. Ok, boom. Sorry. Rồi, 5 phát nữa nha. 5 phát nữa chúng ta sẽ mình sẽ kết thúc video. Point. Powdera. Vadama G3 V2. Boom. Rồi mua stamina hả? Rồi, book đam lên, gõ nào, boom. Nó khá là mạnh ha. Nó đi sàn khỏe các bạn, đi sàn đã đam đam to này. Rồi có thêm Modern Talika đi book xóa hiệu ứng này, rồi tăng thêm double ha. Double sát thương này. Rồi đó, xóa hồi mana, rồi xóa hiệu ứng của toàn team tùm lum tùm la. Nó khá là thích. Modern Talika khá là mạnh. Ok. Rồi, gõ tiếp nào. Bum. Rồi, I2. Tiếp tục double dam cho Nissa. Sạc. Hầu như là chúng ta sử dụng Nissa là chính nha. Victory. Rồi, lão hề này, lão hề ma quái. Yo, Shadow Wave với lại Batom này, Batom. Thuốc stream, thuốc stream wider. Ok. Yes. Đây, Sandstone, bấm Magic Witness. Ok, mà vào team nó book luôn cái Magic hả ta? Hay là cái bên nào đó? Ok. Gõ, bấm, quá đã. Xem, rồi, nhân 2 đam tiếp cho thành viên. Rồi, bấm. Nó nhanh luôn nha, đi cái team này khá là nhanh. Team 3 hả? Rồi, ta sẽ xóa hiệu ứng này. Kinh nghe đâm sạc. Rồi, tiếp tục đánh. Boom. Ok, không mua một mình bằng này là tan nè. Ok, chiều cuối đó thôi. Hồi mana đi cả nhà. Sạc. Gõ luôn. Rồi, boom. Ok, win. Nó cứ đánh như vậy thôi cả nhà. Mình hàng ngày thì mình sẽ đánh lên tới đây. Để 3 sao ha, được 110 cái sale. Rồi cứ lặp lại thôi. Sau đó mình sẽ cố gắng nâng cấp hết hai ông này nữa lên 140. Thì mình sẽ kiếm được thêm được 40 sale ở mỗi ngày nữa. Thì lúc đó thì chúng ta mình sẽ có một team khá là ổn định để đi kiếm sale hàng ngày luôn. Cứ nửa tiếng thì mình sẽ quay lại đánh cái này. Bum. Khá là nhanh. Rồi, một cái cuối cùng nha. Quay. Double damage không? Thôi khỏi cần. Và mana đi. Bút khiên không? Không, khỏi cần luôn. Rồi. Ok, gõ nào. Boom. Victory. Rồi, mình hết lượt rồi cả nhà. Ok, như vậy là video về nhận Vosker monster mới nha, và nâng cấp kinh nghiệm lên 140 cũng như là mở cái Rune Essential, đây là kết thúc cả nhà nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hy vọng thì các bạn sẽ thích cái video này cũng như là cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký nha. Ok, bye cả nhà. Cả nhà các video lần sau. Yes.